Rồi mình chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay nó bắt đầu là ba anh em mình đi giăng lưới nha. Là coi có còn gì không, mình mới đóng chiếc ghe mà kêu bằng du lịch mà chưa có hoàn thành nha. Hôm nay mình khai trương bữa rồi coi giăng lưới rồi có còn gì không cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Đây là chiếc ghe du lịch mình đầu tư để mà mới đóng mà chưa có lợp lá, cô chú anh chị chưa hoàn thành. Nay bắt đầu mình xuống mình khai trương. Rồi vài bữa cái rồi mình mua lá mình lợp, bị lá đây mua rất là khó, lá chậm á. Đó. Giờ ba anh em bắt đầu chuẩn bị rồi ha. Đây. Dính cái gì? Dính cái gì trời? À, dầm nè bơi đi. Rồi không bơi, rồi lại lặn, rồi không có quay trời. À, chào cả nhà rồi đi chứ. Chào mọi người coi. Trời ơi, trời nước một đống nước dìm sùng luôn. Trời ơi. Đi xịn xịn không à. Rồi lý ghe, đi cho người sau đi. À, ngồi đó đi. Rồi đó, ngồi đó đó. Rồi bơi. Rồi chào cả nhà nè, hai người quay quay chào cả nhà coi. Đi giăng lưới nè. Mắc cái đây. Cô em chân voi. Đó, chạy cái chân rồi đây này. Chạy cái chân nhỏ rồi. Cô em chân voi. Đây. Ai bơi chạy. Đó. Anh bơi chứ ai. Những người bơi, người móc đi. Đây, chiếc xuồng du lịch mới đóng xong luôn, mới đầu tư nha cô chú anh chị. Quá đẹp luôn, quá trời đẹp. Mùa lá nữa, có đầu mình xuống đây cái mình nấu cơm, mình giăng lưới, mình kiếm cá, nấu cơm ha, hồi sương sương chơi. Đó. Bây giờ trời nước đang đứng mới thả lưới được, thành ra nó bị hơi nắng. Trời hơi nắng nha. Cảnh sông nước miền quê nè. Sông nước miền Tây. Trời ơi, trời sợ nắng. Thôi xuống dưới sông đi chầm đi chứ. Mình thả lưới, nước vừa đứng mình thả nó mới có, nước chảy là cá nó lưới nó xếp hết, cá nó không có dính. Toàn diện. Xuồng quá đẹp hả cô chú anh chị. Trời ơi, ngồi vậy đi qua YouTube gì trời, chầm hết trơn. Ô thôi không được rồi. Lên trên chỗ chả nó ra cái dồ có đó. Còn chảy mà bên đó kịp mà. Chỗ đám lục bình trên đó. Đây chiếc ghe quá đẹp. Đây. Rồi lấy dầm đưa cho đoàn nó bơi luôn, lấy cái nồi lao xuống. Trời ơi. Bơi xuống chả nó bứt lên lục bình hồi gì nấu bánh chua. Ông quay qua đây coi. Quay qua đây. Rồi bơi bức lục bình đi. Nói chuyện lớn lớn lên cho nó lắp nhạc. Giỡn rồi đi. Bức lục bình luôn đây rồi hồi có không
Mấy này con dính không trời. Mau lắm, ngồi dính nữa là lẻ lắm rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đấy, nó lát ra. Đâu đó hả? Ừ. Trời ơi. Quay qua ta cười vậy, đẩy nó ai biết mặt mình đâu. Chết rồi, không dạy từ chút, con này không đợi hồi dắt xó nữa. Anh, ai kêu anh quay cái tiếng vô chị? Em lột ra em trắng dữ lắm luôn à. Ok, ok, ok. Ủa, này nước lớn vô không vậy ông ơi? Rộng, nó rộng mà nó dâng từ từ ấy. Này nước lớn không ơi, nước ngoài chảy vô ơi. Xuống sông tắm nè. Ờ, bán sông tắm thì tôi bán theo. Hai đứa mình đi nha, hai đứa mình đọc lộn. Hai đứa mình đọc lộn. Ngu mới giặt cái ông, nghiêng nước đâu. Trắng luôn. Ờ, lũi vô đây cho nó mát mát nữa. Đẩy ra trong hầm trong trong bụi vậy nè. Da này có ý gì nè, cái bụi nè. Ồ, dưới cây. Dưới dưới cái mui rồi. Dưới cái mui rồi kéo cái con khỉ gì nữa. Đâu có. Nước đang chảy ra. Nước đang chảy ra nó hồi nước lại đó. Cái này cái dây này làm xích đu nè anh hiền. Mạnh dữ ta. Cái gì? Ôi, con cá chê. Anh. Con cá chê. Đi em quay cho nào đây, em quay cho anh lên gỡ đi, em quay cho. Đó, để gỡ, vừa gỡ, vừa gỡ luôn. Đó, bức lục bình nấu canh chua được rồi đó. Có mồi đó. Cái bằng nấu canh chua đây này. Cái bằng này nấu được không? Được, có mồi rồi. Đây, 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 em gỡ đi cho tiếp luôn. Chúa, từ từ, từ từ. Em gỡ được mà. Trời, vũ vũ lớn. Để người ta làm, họ nó gói. Em gỡ được mà. Sát bờ mới dính. Đây được con cá chê nha. Được con cá chê về nó có ăn chua rồi. Có mồi rồi. Mồi gãy cái nón vừa. Gỡ cái gách lưới hay sao ta? Lấy cái gì? Lấy cái gì? Thôi vậy đó. Thôi bắt luôn. Nó đẹp. Êm à, êm à. Cá này mập lúc luôn. Cái này đang ấy mập. Quay vô đây nè. Quay đâu? Qua đây gỡ hả? Ừ, trời ơi. Cái bằng này nó con chua đó. Để vô. Để trong kìa. Trong nào? Nó rồi. Nè, nè, nè. Mình dính lưới rồi. Sao kìa. Dướng rồi trời. Kéo ra. Kéo mạnh ra. Kéo sao? Chú sao lấy cây nó ra đi, dướng rồi. Lấy cây nó ra chú rồi sao dở cây nó lên hợp xuống u đầu nghe trời. Rồi. Trời đi cái đó lúng xuống. Ông ác quá ông rồi. Đưa đâu vô lùm vô bụi không. Dính nữa rồi đó. Dính lại gì, dính lại gì anh? Không thấy cà phê nữa trơn kìa.
bơi chuồng cá vậy đây em bơi cho nào bơi chuồng cá vô cái cây tròn bơi vô cái cây đó đó hả? Ừ đó gái miền tây bơi xuồng gái miền tây bơi xuồng đây rất cái nóng luôn rồi nắng quá không thấy đường khí ở tao nói nắng quá mà chiều mát tao làm tự nhiên làm buổi trưa vậy cái nước đứng gì nào làm gì đó chứ không thấy đường em nói rồi mà không có thấy đường thấy gì chưa rồi anh ơi rồi con có chơi rồi con có chơi cũng được rồi chưa hết mà còn dính ăn con phi kìa rồi gớt cái vậy cái gô hay cái phi cái chép cái chép thả đi nhỏ quá rồi bơi ngược ra bơi ngược ra ừ dê yeah, dê yeah. Bắt luôn ô coi cá chép gì thả đi xuồng liên lớp về thả hầm 7 đi gì là gọi hả ngừng đi đừng có bơi không có bơi nữa đâu bơi ngược ra ngược ra nó không có ra bỏ vô cái khoang hầm nào đi dưới đó. Bỏ hí đi đâu chết hả chết chạy ô mận hồi làm mồi luôn đi trời cái uống nó ngủ trời cái chép rồi dẫn xuống trăm ký nữa rồi trăm mấy chục ký hai đứa mình yêu nhau à hai đứa mình yêu nhau nhảy mở luôn hồi nhảy cái tay bến luôn đầy nhảy xong tắm luôn không có người quay được đâu cá đang chạy bờ nước đứng nó vô bờ đi không cá này lúc tháng này nó không có dầm như không nó hỏi không nó không đưa cái dầm cho mất vậy ủa em đưa vô mà có chưa cười đâu đó cái trời cái gì cười đâu đó cái nè hai đứa mình đi với nhau rồi đi xuống sông này đây em nhận nước ông xuống sông cho nào đây nhận nước xuống sông té thiệt đó đụng xong vậy mới có không nhảy 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 lên trời này tắm mát lắm rồi chìm luôn rồi không biết lỗi chìm luôn rồi chìm luôn rồi con nào con nào đó, có không? Nhỏ <đó. cười> Trên chả nó lên trên chả nó có cái dầu, cái dầu bút quất một cái mà qua cái chê cho nó cũng nhiều nữa cái chê bụi lục bình á đây gần nó nhạt không móc qua bên sông quá đấy dân không biết thì bơi xuồng phải tại lâu quá mà không xuống nó không quen á không ngược gì trong á sao mà vô lưới rồi sao mà móc về
ghế quê à. Mới đầu tư chiếc ghe du lịch. Họ có nhậu xuống ghe nhậu luôn nha. Ok, chiều mát đó. Quên đem cái cây quay vô. Bơi vô trong cái máy này, bơi ra ngoài lọt qua nào, bơi về bản chạy. Nè. Kêu nó. Đi đâu, xuồng của bên nó tự đi mà. Lên chảnh đi ba, ba dân cái giò ngon lắm. Nước nước đứng là cái giò đục dữ lắm. Đấy, lên chảnh bao cái là hồi có cái giò bự nó ăn chua. Cá mà nó nhạt. Đâu mà tắt, xỉnh ca tới chiều luôn. Rồi họ tới bên đây luôn nè. Lên khúc trên đó có lục bình bứt luôn. À, bắt đầu giờ điểm nha, giờ bãi. Trời ơi, ngồi cháu ngoại xíu không kêu xuống bơi xuồng ngồi cháu ngoại kìa. Em không biết bơi xuồng. Ác thiệt chứ. Lên đây đỡ nhạc chút. Lên đây nó hát nhạc quá trời đùng đùng nha quý vị. Rồi thành ra quay nó không có biết được hay không, về kiểm tra lại. Má lên tới đây mà. Giờ là sơ sơ rồi con cá chê à, với con cá chép. Giờ mình về điểm cái nữa là mình về cái chiều mình làm mồi xuống ghe. Họ gỡ ghe, quét ghe sạch nha. Mới đầu tư chiếc ghe này nó chưa có mà lập lá nữa là khai trương rồi đó. Thêm cô gái đẹp nữa, thêm cô gái đẹp nữa nè, mới đầu tư cô gái đẹp nữa nè. Đây để quay cho coi. Đây. Chào các ai. Chào các nhà. À, đang đầu tư chiếc ghe mà cô gái đẹp luôn, khai trương ngày đầu tiên nha. Được con cá chê. Con cá chép. Để cái máy xuống, mai chiều lấy cái máy về đặt xuống. Cha 4 người mà nhậu là lý tưởng nha. Thầy luôn ha. Không mua lá về lạp nó mới ngon. Lá về cái nó nắng nó mát. Rồi lấy rượu ra đó, ngồi đó quất luôn đi. Lấy rượu ra quất luôn. Ừ. Xích lên trên chút nữa cũng được, xích trên nó có cá. Ấy là né nhạc chút rồi. Lên phía trên khúc nó đỡ xa xa đỡ. Rồi gặp bà chị hai cho bắt cầm cái điện thoại quay nữa rồi. Mưa anh chàng mưa xuồng. Bữa này chắc phóng bờ chạy đi, để là phóng lên sông, phóng bờ lỗ sông về quá. Phóng bờ lỗ sông về tùm lao. Đây quay hả? Ừ, tới đây mà còn nghe nhạc hay không? Anh bao cái bệ lục bình đó, đó là bảo đảm có đó. Trên nó ta bờ sát mé luôn, ốp sát mé nó lụm. Giờ nước nó mới đứng nè. Gạo trai kìa, gạo trai phải không? Gạo trai. Cần ra bàn cái trước bẻ đi.
Tốt, 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 xuống. Tôi xuống đâu? Xuống đó đó. Chặn lưới. Lấy nó lá xuống, mát rồi. Đây gái miền Tây hái rau chay nha. Ôi rau chay làm gì ăn, cái ngạnh, ngạnh non nó không hái. Cái kia kìa, ừ cái kia kế nữa đó, dưới đó. Đây nè. Trời ừ, hái xích dưới ừ vậy đó. Tự bơi luôn đi, tự lấy chân mà bơi luôn đi. Tự lấy chân mà bơi. Thôi bỏ, bà đưa con bà hái nữa. Cho xuồng ra đi, cái hái. Móc xuồng ra, móc cái xuồng anh nha. Cho xuồng ra đi, cái xong cái hả? Cái hả? Sao á? Cho xuồng ra đi rồi chút xíu rồi hả? Sao không nha? Hái thì sao cái xuồng này chứ ta lớn sao vậy? Ông Hiền cũng đi ra mày sao? Một lớp cái đồng một cái ha là mất cái chiếc xe. Mất cái điện thoại hả? Rồi, móc qua bên đó đó. Móc cái lá qua bên. Để hồi bứt xong đi, văng lưới xong rồi bứt. Bứt cái xong đi về luôn đó. Rồi bay tới đi. Quay ngồi quay mặt lại. Rồi bay đi. Thôi, ừ bay cái bờ bả nữa. Mày gái miền Tây mà không biết bơi xuồng nha cả nhà. Không biết bơi, không biết bơi xuồng. Thôi gỡ. Đó, hát gì đó hát đi gái miền Tây sao? Má đỏ hay heo. Kêu không kêu đóng đinh rồi mà không kêu đóng. Què hỏi cái xuồng. Đóng hai miếng cho nó kẹp lại lần nữa mình có bơm nước mình bơm. Kẹp nó vậy là được rồi. Sập á, sập gớt chứ gãy giò, thấy không? Thấy chưa? Rồi bơi cái ga. Bơi trắng về nhà mình á. Móc gì móc gì dưới á. Chậm chậm đi. Bơi vô móc mạnh vô. Dài ký gì? Rồi móc gì ơi, nhà mình đi móc qua sông chỗ nào cũng được chứ. Trời ơi kìa, đâu kìa, cái vỏ đâu ẩm ẩm nhanh kìa. Móc qua bên bên mé bên đó đó. Ui, ngay cái bàn á, móc ngay cái bàn đó đó. Móc là sao ngồi sao móc? À vậy bơi bơi vậy đó, bơi ngược á. Ừ. Ừ. Ừ, đúng rồi đó. Ừ, hợp lại. Vậy đó là ngon lành cái gì? Trời ơi mới lên lại đây lát tôi ôm dục xuống sông cái đụng nha, trắng nước rồi. Chà, cái này trắng nước mà cái này có con đi tiễn nó đẹp nha. Con đi tiễn mấy khúc trăm rồi mới có, như đây đâu có. Cái điện thoại của em không có tin.
anh cũng gặp em nhìn nhìn em bơi xuồng ta nhìn kìa. Chưa, đừng bơi nó, chậm. Đừng bơi. Giống vậy nè. Nước này dạo ngắn quá. Rồi bơi đi. Rồi đứng bơi đi. Cái ông đạp xuống là vừa đó. Rồi nhả vô. Bơi ngay vô lắm. Xuống đây cũng được, này xuống bằng luôn cũng được. Vô sát mé cá. Còn khúc nó bỏ hả? Dạ. Khúc nó kéo vào đủ không? Cái kia kìa, cái trước mặt đó. Mắc rồi, rồi mưa tới bây giờ. Lại đây nè, móc luôn đi. Để móc sao đi. Đứng ngồi trước mũi kìa. Ăn đẹp dữ vậy. Gà cặp mé nè, nước đứng nó bò vô mé lụm. Tôi kêu ông đừng có qua sông không ngon. Lên rồi chơi theo mé vậy nè. Tới dưới đóng chà vô luôn. Lụm luôn. Mưa tới, mưa cho nó mát rồi. Mưa rồi, tao giải nó đi mắc gỡ rồi đội. Ừ, trời này mà đi đủ nó. Đây, quên em có một mũ theo. Làm gì? Ướt đựng điện thoại rồi, có nắng lá gặp lại được ạ. Ướt rồi về ba ơi. Ồ, mất chín luôn, lụm mít luôn. Lụm mít luôn. Giờ đi bé gao.
Con rau chiều nấu canh chua. Rau chai nấu canh tép á, tép ở nhà đó. Tép với gan mặn đi. Biết lộ không, biết lộ chết, đâu cứu không kịp. Biết lộ chưa hả? Con ngồi gục với gà trời ơi. Tại mùa lục bình đó, làm lục bình ăn ngon lắm á. Dính cá đã lưới á. Dính không? Đập, đập, đập nó chạy, lon xà ngầu hết. Ai bụi rau mát kìa. Bụi rau mát đó. Quá trời đông con trai mà bự quá không ngon rồi. Trai bự ra chỗ này đâu có ăn đâu ngon. Bứt rau mát ăn đỡ đi. Rau này là rau gì anh? Rau mát. Rồi lại bứt với ta kìa. Hai đứa mình lại bứt. Hai đứa mình lại bứt đi. Lẹ. Lột nó ra để văn xong rồi ướt nó. Ừ. Trời 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 đứng lên cái nó khẩm liếm trời. Trời người ta bảy đắp được tí mà. Rau mát bứt gì vậy? Ừ, vậy đó. Em bứt cái bông trời. Ngồi xuống ngắt lá đi. Ngắt sao? Ngắt bỏ lá già. Lá này hả? Ừ. Cái này có ngắt không? Ngắt ngang tới đó ra. Ừ. Ừ. Bỏ này phải không? Ừ. Lên non á. Cái này con này giống hệt lục bình quá ha. Giống lục bình quá ha. Nó ngon hơn lục bình. Ngon hơn hả? Ừ. Mới khai đau, mới làm cái ghe du lịch khai đau bữa đầu chắc bị nhạt rồi, không êm. Tạm, ôi trời bông này. À, tối mình đi cắm câu được không không nào? Tối đi cắm câu bằng ghe đi. Cắm câu mà chai á. Được. Cô chai thả dễ mà. Mai đi mai hả? Mai làm câu rồi ngon lành rồi. Trời về tắm chút xíu. Chai mũ đâu có. Về phải gom. Quay qua đây, quay đâu, lật quay qua đâu trời. Nó già quá đây. Dạ. Cái chê gì. Cái này là ngon lắm nha. Nó bỏ đi chị ơi. Cái này là ngon lắm nha. Cái đó là cái gì đó? Cái củ á. Củ nó không biết ăn á. Đó giờ có ăn đâu biết. Nó ngon dữ trời lắm á. Tại vì ăn lấy này chứ thường thường tôi lấy củ nó, tôi lấy cái gì kia cho dễ nó. Cái này tại vì một ký hôm qua không đủ ăn. Rồi bảy ba không điện ở đây rồi bảy. Chút mà điện giờ cái gì? Bữa nay ba quýnh con năm lợm nữa. Nó chai bự quá. Lặt mấy con nhỏ nè. Để bà nó đi, mình lặt tải nó vừa làm có ăn à. Thôi đâu mà mình làm cho nó lâu lắm. Trời ơi, ông tước lá rồi hết chứ không lấy. Hồi dây nhách, ố nó sắm xì à. Còn lắm. Gốc trái châu mà. Tước lá bao nhiêu thì nặng. Nó đúng không? Mấy bệnh xuống làm ăn.
thiệt có bị hư rồi anh Hồng ơi. Cái chích hư rồi. Cái chích hư rồi. Mời tới anh Đoàn. Mời đi. Trời ơi, cái thiệt nó bị hư rồi, ông Việt không sửa. Mời đi. Có không có chợ làm người ta hư lắm. Rồi thôi được rồi, nhiều quá ăn có hết đâu. Ông ăn cao trai, tôi ăn ấy lục bình. Nó cao trai nó chua ngon lắm không? Ờ ăn ngon lắm á. Cái ông đỉnh á. Cái đỉnh á. Cái bệnh lại ra về tôi rồi lấy. Cái đỉnh còn cái thiệt. Rồi ông vào mà cứ ta nghe đi nha. Chỉ sốc khi trời sắp nó bỏ vô. Năm nó lên gặp bà đẹp lắm. Nước chưa đứng lo lớn bắt cái bà nội xẹt xẹt đồ được chứ còn số là không có được. Lục bình nấu canh chua rau chay rau đồng có nội nha. Con cá chê gì, con cá dồ nữa coi. Lấy cây vớt lên. Lấy cây dạo dạo lên. Bữa nay cho ông Đoàn ông lặt túi xuôi nhưng lặt được có nhiều. Đó là chính cá, cá đó, cá lột kiện. Đưa dùng cái nón coi. Cá lột kiện. Lột kiện không có ăn đâu, thấy nó chi. Không ăn lóc lóc đâu. Ồ, chà. Nước chưa có ấy mà. Thì nó lúc 2 giờ hả? 2 giờ mấy? 2 rưỡi. Lúc này cá nó không có rửa xong chín sắc bò không à? Vỏ cục nó đi lướt. Em gái miền Tây lặt rau. Quên kêu đem cục sạc vô sạc có 17 chắc sạc được. Cục sạc của anh chui gì? iPhone à? iPhone mấy? iPhone mười mấy? 11, 12. Có con gì chân chạy mới nãy xuống cái đầu tiên ngon quá. Gào. Đi xuống sông mà nhà gào mà
rau bần. Không, tôi bơi về kìa. Thả cho nó trâu đi nè. Thả đi. Đó. Sao lục kiến. Trời, cá lục kiến sói thần, cá lục kiến. Cá lục kiến mà lóc cho cái lục thầy. Ôi trời, nó nẹt chết luôn. Cái nó còn chua cũng được vậy. Đoàn biết làm câu đường văn không? Hả? Biết làm câu đường văn mà mai mình đi, mai làm rồi tối mai mình đi văn. Văn trùng không có gì, cặp xong rồi cặp mé này. Mộp. Đu đủ. Mai mốt có chiếc xuồng này đem bếp xuống đây nấu luôn nè. Có lá rồi che đây cho nó mát kìa. Cần thiết thì mua cái lò củi đem củi xuống nấu luôn, không cần thiết thì đem bút ga, bút ga cực. Xuống đây mà có nước có đồ đem cái bình nước xuống. Mua thêm bình nước. Che cái này lại mưa rồi vô đây đục luôn. Nấu cơm rồi ăn. Nãy có đụng nước rồi nữa. Phải rớt vô ba cái lá sót. À, bữa nay là mình có thu hoạch được nón lá rau nghe, chứ còn có chê. Còn cá lô kiến thối thần luôn nha. Đó, chê. Về nó mình chua. Kệ đi, thất thu rồi. Mai mình đi kiếm chỗ nào có cá mình văn quay tiếp ha. Chứ nó về làm mồi của mình nhậu sương sương. À, cặp bến này nha. Đó. Thuyền đã cặp bến. Đây, đầu mình lên mình bằng mồi nha. Đây. Chữ nghe nói vậy thôi à. Chút xíu nữa bắt đầu mình xuống ghe. Lấy cái bước kia, lấy cái đầu nhảy đi, bắt đi lên trước. Đứng đi theo tôi. Đứng trước đi. Bước cái đây nè. Đỉnh cây này nha. Chui cái lỗ này nha. Ngồi dở dục dò sao? Đó. Nè ông Đoàn cầm này không Đoàn? Đoàn. Cầm đây giùm em coi.
Rồi chào mọi người đi quý vị. Chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Rồi mình chào cả nhà nha. Bây giờ hồi trưa là mình đi giăng lưới nha. Giờ mình mới làm mồi xong rồi mình bơi chiếc xuồng mà du lịch mình mới đóng mà chưa có hoàn thành nha, chưa lập mui. Đem xuống mình khai trương luôn. Rồi mình nhậu giữa sông rồi đó, có gạo sẵn luôn ha. Có thiếu gạo mình hái gạo. Rồi là có thiếu nước thì mình rửa chén rồi khỏi tống nước trên luôn nha. Rồi bắt đầu mình mời cả nhà này nhậu nha. Đây, chào cả nhà. Rồi bỏ đá vô. Chén sạch không chảy lên gì. Nước xong cái bên nó chạy. Ôi, nước chén sạch không mà nó chứ khác. Chén sạch không à, trời ơi dùng nước rồi rửa xong nó chén. Nó chén ớt kìa. Nó chén ớt kìa. Lòng quê, dành ăn nữa. Cái tô đâu rồi ta? Cả không có tô, cái múc múc đồ, cái đang nhúng gạo. Nhúng gạo vô đó hả? Ừ. Nhúng kiểu như nước ngoài. Nhúng cái gì? Không qua mà vớt tép rồi ra đi đàng hoàng hết ngồi canh vậy đó nha, đủ ông khiến khỉnh trọng bay xuống mưa đó đủ mà tôi muốn tôi đi quen rồi đó có tôi gì ông ơi muốn tôi không. Rồi đàng hoàng nha không giảm bớt ra này đi chín cá rồi cái muỗng rồi em đi cái kia trời cái muỗng họ nóng thấy bà luôn thằng nào lấy cùng một bình nhét nó vô. Chưa vậy chưa có ăn được. Có thiếu nước thì múc nước kia nè. Cái này chắc họ văng xong rồi. Bỏ nhép ra mới được. Đây chưa nem nữa hả? Nghĩ sao hả? Ta giờ làm với em. Bỏ rau vô lắm. Chưa nem mà. Cá chưa chín rồi. Hỏi tụi em rồi hết rồi. Mà lâu tháng này cũng không có. Chín hết trơn rồi. Chưa quậy đều nữa. Thả rau cho được rồi. Cú đá thì nó thôi. Cho bả đi. Cú đá thả rau cho nó mềm à. Với mì mà nó cứng nó mặn á. Mặn ra. Đi đàng hoàng nha, nghe đi khai khai tôi với thầy bay xuống mương đụng phúc. Bơm nước rồi đó. Không thả từ từ đi cha, xong lấy cái tô múc. Rồi đá múc. Rồi đi. Tơi thái thì nó múc béo. Sao phần lên nè. Bắt cái không kệ. Đó mắt ma nó chưa thấy cho nó thấy là nó cho vô chứ. Nó chạy lên rồi nó chạy đi đâu ấy. Rồi chị nghĩ quánh luôn phải không? Đây là 6-7. Rồi đây mời cả nhà nha, cùng nhậu với mình ha, miền sông nước. Hôm nay mình đi giăng lưới, mấy anh em đi giăng lưới được có con cá chê, con cá lâu kiến, mình phải mua thêm nửa ký tép nữa nha. Đây nè. Hai ba vô. Đây hai ba vô. Vô. Mời cả nhà. Đây mấy anh em đi giăng được có con cá lâu kiến như mà con cá chịch chưa xong làm cái lẩu chua ha, mua thêm nửa ký tép xuống sông nhậu miền sông nước. Rồi mời cả nhà vô ha, uống với mình nha. Đây là lục bình ha,
rau nãy hái nè. Nãy quên lấy cái heo nó mì. Lỗ hái không đem mì. Trời ơi, có mì mà không đem theo. Lu bu quá. Giờ chạy lên trên đi là bộ. Thôi thôi làm biến không. Ai mà đi bơi xuồng vô lấy nè. Mở mắt mai xuống không rước luôn nè. Xuống kêu nó lấy. À, mời cả nhà ăn cá lầu kiến nha. Cá lầu kiến là lọc da nó mình chua ngon. Sao không mở mà? Ngọt lắm. Lục bình này ăn ngọt. Canh chua nó vô lục bình là ngon. Cái bần hồi nãy đâu? Lục chai cũng ngon. Cái bần hồi nãy của em đâu? Nè. Bần cũng mua. Cơm chưa? Nào lấy bụng đi về đây đi ăn này. Lấy bụng đi về ăn này. Đi ghiếc về. Đi ghiếc về đi đợi nè. Xỉu biết gì biết không? Em đi theo có mọi mà em không có. Tránh hổ tránh hổ. Mời cả nhà ăn lục bình nha. Đây lục bình nấu canh chua em lẩu thái tép với con cá chê xong với con cá lục tiến nữa tí tép rồi vậy thôi. Đây mới khai khai trương cái xuồng du lịch của mình chưa có lập mua nữa. Mà nó chưa hoàn thành để vài bữa lập mua nữa cái đầu mình mới hoàn chỉnh nha. Anh Thành nói kìa canh cho anh đi nhà làm lẩu ăn cơ. Lục bình với câu chai không chứ có thứ gì đâu. Nè ăn không đốt cho nè. Thôn ta mới trả. Thôn ta mượn cũng mới trả. Sớm ăn cơm nằm rồi vậy? Nè đang ký bán hàng trên TikTok. Bán gì? Bán đồ trên TikTok. Anh rồi. Hả? Video mình này xin kết thúc anh. Bán gì vậy? Dạ. Rồi thôi làm đi. Đây sáng giờ trưa giờ ba anh em làm được cái lẩu chua này ha. Làm bán hàng TikTok đi. Đăng ký mời móc lấy mỹ phẩm. Mời cả nhà nhậu nghe đó, lục bình nha, cao chay, cá chê. Mời cả nhà ăn nha. Súp ghe, tép nè, không có đủ mồi phải mua tép thêm. Đó, lục bình rau chay nãy hái nha. Ngon quá luôn. Đó. Súp xuồng này vừa xong rồi. Cái ghe du lịch mình mới đóng nha, chưa hoàn thành còn mà lập lá nó mới hoàn thành với lấy cái máy gì nữa. Chuẩn bị đèn rồi sẵn rồi tối có ấy là đốt đèn luôn. Đây, trên ta cũng dòm là coi câu cá rồi ha. Sao? Mỹ phẩm hả? Đó, câu cá. Mỹ phẩm cái gì? Hả? Dính chứ. Số không tôi bơi xuồng vô. Có chỗ nào trống không? Số không? Em cũng gần nữa, để em hỏi ông coi cái gì, em muốn biết không? Đó, ấm ớt. Rồi, video mình đây kết thúc nha cả nhà. Này xuồng chưa hoàn thành, thành ra mình chưa có hoàn chỉnh. Mình quay này là gấp quá, làm không kịp, không kịp thời gian. Với lại ở sớm ta bị ta hát nhạc nữa rồi phải chờ. Sao quay lại ra đi ra nghe. Rồi video mình tới đây kết thúc ha. Xong nước.